Xin chào nhà ha. Thì mùa này ở miền Nam, nói chung ở khu vực mình đi, vẫn còn đi đọt ha. Cây mai vàng vẫn còn đi đọt, lá già phun bung đọt nha. Đọt nó ra thì mình nhớ bảo vệ cái bộ đọt này nha. Bộ đọt này là cái bộ đọt làm nụ làm bông nha. Thì cô bác anh chị nhớ phun trừ sâu bọ trĩ vô. Thì cây nào mà tàn nhiều tàn lớn, tàn đều, thì phun trừ sâu bọ trĩ vô ha, và chuẩn bị làm bông ha. Anh em nhớ nha. Thì đây là cái bờ mai lớn, đây là cái bờ mai, đây là cái đám ruộng mai nhỏ ha. Thì mùa này vô phân, canh dưỡng, bỏ vô cái bình, tháo cái bét ra, cái mình đi phun vô gốc là ok. Còn ở trên thì lá già phun bung đọt, đọt bắn ra thì phun trừ sâu bọ trĩ. Nhớ là mùa này cô bác anh chị nhớ phun trừ sâu bọ trĩ cho mình nha. Không phun là không còn một lá luôn á. Đó, thì trồng mai thì tối ngày phải phun trừ sâu bọ trĩ nha. Ở đây thì bao la mai, cô bác anh chị sẽ thấy cánh đồng mai vàng ha. Bao la rất là nhiều chứ không phải một cây, nhưng mà phải phun trừ sâu bọ trĩ. Được non ra phun ha, và 4 ngày sau phun lặng lần, thì mỗi lần nó sẽ ra, mình sẽ phun hai lần ha. Là cây của mình nó êm liền. Lá già phun bung đọt nè ha, đọt ra này ha. Thì nhớ phun trừ sâu bọ trĩ cho mấy nó cắn tan nát. Đây có luôn rồi nè. Đây là một cái con sâu ha nè, tội nghiệp đó quá. Chiều nay lại phun tiếp. Ở đây thì trồng mai bất chấp, có nghĩa là gì? Có chỗ nào đất mà trống là trồng, mà chứ không có mà chờ đợi hết á. Cô bác chị sẽ thấy ha, trồng bao la ha. Thôi xin chào ha, thì cô bác chị nhắc tuần rồi, cô bác chị là nhớ là phun trừ sâu bọ trĩ lúc lá non mới ra. Mùa này là cái mùa cây nào tàn đủ thì mình làm bông bán Tết, thì hoặc là chơi Tết, thì cô bác chị nhớ là giữ được cái bộ lá này thì mới có nụ nha, không ấy là nó mất nụ hết ráo nha. Thôi xin chào.